Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay tôi giới thiệu các bác một mẫu xe Touring dòng Thunder Pro bên em mới về, khung nhôm dành cho bác những dòng xe đạp Touring mà có chiều cao khiêm tốn dưới 1m6 với tông màu chủ đạo tông màu trắng. Và bây giờ xin mời nhà tôi giới thiệu xe. Vâng, trên khung mình bác đây là cái mẫu dòng Touring Thunder Pro với tông màu trắng và tông màu chủ đạo trên khung xe, điểm chỉ đen trên khung. Rất nhiều bác hỏi em về những dòng xe Touring có tầm chiều cao size XS, thì em về một chiếc cho các bác cao dưới 1m6 phù hợp với mọi lứa tuổi, dưới 1m6 đi vừa, làm từ hợp kim khung nhôm, khung nhôm sơn nhẹ, khung nhôm 7005, khung nhôm cao cấp đó nhá, dành cho những dòng xe đạp thể thao cao cấp rất là nhẹ. Khung 7005 thường các bác sử dụng trên những dòng xe Musso ở midsize. Xe chính hãng của thương hiệu Đài Loan, nội địa Đài Loan, jbcpro.com.tw, TW viết tắt bằng chữ Đài Loan, nó Tài Loan. Khung nhôm siêu nhẹ 7005. Cổ vút ghi đông luôn bản cho xe, ghi đông xe chính hãng của Petrolite, ghi đông của Petrolite. Và đặc biệt xe sử dụng với bộ đúc rất là cao cấp, đúc Shimano DOD và sử dụng với phanh dầu thủy lực Shimano SLX, tay bấm xả chính hãng của Shimano DOD và cụm phanh trước sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực SLX. Bên phải em sử dụng bên tầng đĩa cũng là của Shimano DOD và cụm phanh sau là cụm phanh dầu thủy lực của Shimano SLX. Càng xe chính hãng bản nóc xe càng của Musso cũng là dầu kim nhôm 7005. May Lobatech, may chính hãng Lobatech, may bạc đạn cuối lỗ Lobatech nữa nhé. Sử dụng vành nhôm Alexdim, bản vượt kim nhôm 6061, chính hãng của Vemax Made in Thái Lan, nguyên bản theo xe. Lốp thì nó hơi bị mòn một chút, các bác nào mua xe có thể tặng lên cho bác một đôi lốp dự phòng. Học yên nhôm, yên cao cấp của Ford & Gel, yên thương hiệu đến từ Ý, Made in Italy đúng nhá. Bên dưới à, Seller Made in Italy, yên rất là êm, yên đến từ thương hiệu Ý rất là êm và chắc chắn, yên cao cấp. Đối với trục giống của Shimano DOD, gạt đĩa Shimano, củ đề sau củ đề Shimano DOD, được trang bị với 9 tầng lip. Mayer sau là Mayer của Lobatech mà làm cuối lỗ, cũng là lốp sau là lốp của Vemax, lốp Thái Lan. Và xin chào, chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 36, chiều cao ngang khung là size 55, thích hợp các bác cao từ 1m5 đến 1m6 đổ lại đi vừa, là size S nhá. Sao trang bị với 9 tầng lip, lên lip nha. Bên phải em là đồ đĩa trục giống của Shimano DOD, 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa, rất trơn tru mượt mà. Còn may ơi cuối lỗ bạc đạn của Lobatech. Vâng, em đánh giá tổng thể xong chiếc xe Thunder CBC Pro. Và xe có size rất là thấp nhá, size XS là cho bác chiều cao khiêm tốn từ 1m6 đổ lại, 1m5 đổ lên. Và xe trang bị với cấu hình Shimano DOD, phanh dầu thủy lực của SLX,
và xe rất tốt bên em là 7,8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con tương hẹn qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp. Nhấn đăng ký theo dõi kênh và hẹn gặp lại ngày mai.